Rồi anh từng nghĩ giá như em chưa từng tồn tại, nếu điều anh viết là thật, anh mong sẽ viết về em ở tương lai. Không phải là những cảm xúc lúc nào cũng mãi ở địa ngục, khao khát duy nhất là em sẽ lại cạnh bên và anh được người thương. Hôm qua chọn em có thể coi nó là sai lầm, nhưng quái lạ hôm nay anh vẫn chấp nhận tiếp tục được sai. Mình cứ yêu nhau, lao đầu vào mù quáng, nhưng miễn sao tim ấm lòng vui thì anh sẽ mặc kệ ai. Và cuối cùng cũng đã hiểu ra con đường này không thể bước tiếp, khi trong tình yêu em chính là kẻ rẽ lối. Muốn thế nào nữa khi bao đắng cay anh ôm trọn, dù lòng cứ mơ tưởng là tình yêu trong em vẫn còn. Thật tình cờ đúng không em? Mình phải lòng nhau là đúng, chỉ sai ở chọn thời điểm. Anh không phủ nhận mình đã quá mê muội vì em, nhưng mấy ai thấy được chọn nước mắt ấy về em. Ta chợt đi khi nghe tiếng em nói và không kiểm soát được lý trí, anh lại chợt nhớ cái ôm siết chặt đêm đó. Em xin hãy mặc kệ em đi. Hỏi thử mấy ai có thể bỏ mặc người thương trong lúc đau khổ? Sao em không tự nhận ra là họ đã làm giọt nước trên mi không khô? Và rồi em cứ tiếp tục đau đớn. Nhưng em ơi em à, anh mới chính là người đau hơn. Trong bốn bức tường che đi ánh sáng của ngày mai, anh đang nghĩ về cô gái thay đổi anh ở tương lai.